Sở y tế Lâm Đồng cho biết 28 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm 100% trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, một giám đốc người Nhật có trụ sở đóng tại huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, sau khi từ Việt Nam trở về Nhật, ông được phát hiện dương tính với Covid-19. Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Lâm Đồng đã cách ly 28 trường hợp tiếp xúc gần và phân loại theo dõi cách ly trường hợp F2. Đến nay thì vị giám đốc Nhật Bản đã hai lần xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng vẫn thận trọng thực hiện đúng những hướng dẫn của Bộ Y tế.